Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh QS News Khí tài quân sự. Nhắc tới đề tài cướp biển, chắc hẳn các bạn yêu thích phim ảnh sẽ nghĩ ngay đến series phim đình đám, đó là Cướp biển vùng Caribe, Tàu ngọc trai đen hay Anh chàng thuyền trưởng Jack Sparrow lầy lội và hài hước. Nhưng đó chỉ là phim ảnh, và thực tế thì lại khác rất nhiều. Nói tới cướp biển ngày nay, nổi tiếng và là cơn ác mộng đáng sợ nhất đối với các tàu chở hàng dân sự, phải kể đến đó là cướp biển Somalia. Trong những năm qua, với sự liều lĩnh của mình, chúng liên tục gây ra rất nhiều các vụ bắt cóc các tàu hàng cũng như thủy thủ đoàn. Sau đó đưa ra con số tiền chuộc cao ngất ngưởng cho chủ tàu và quốc gia sở hữu, nếu muốn thủy thủ đoàn, hàng hóa cũng như con tàu được an toàn. Chúng đáng sợ đến nỗi, Mỹ và các nước đồng minh phải lập ra đội tàu chiến thuộc lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp để triển khai tại khu vực Ấn Độ Dương với nhiệm vụ bảo vệ, hỗ trợ các tàu thuyền thương mại hoạt động qua tuyến đường biển này khỏi các cuộc tấn công của các nhóm cướp biển Somalia. Trước khi vào nội dung chính, mong các bạn dành vài giây đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo nhé. Theo Cục Hàng hải Quốc tế, mỗi năm có gần 16 tỷ đô la bị thiệt hại do trộm cắp, tiền chuộc, chậm trễ vận chuyển và các yếu tố khác liên quan đến cướp biển. Mặc dù thế giới đã có nhiều cách thức để đối phó với nạn cướp biển, nhưng vấn đề dường như vẫn chưa thể giải quyết một cách triệt để. Và cướp biển hiện đại vẫn tiếp tục tấn công các tuyến đường vận tải, các tàu chở hàng để cướp bóc, bắt cóc và đòi tiền chuộc. Với các khoản thu lớn từ việc này, bọn cướp biển ngày càng liều lĩnh, chúng sẵn sàng tấn công và chống trả quyết liệt với các lực lượng bảo vệ trên tàu hàng, thậm chí cả lực lượng hải quân. Các tàu chở hàng ngày nay khi đi qua các khu vực có nguy cơ cao về cướp biển thường được hộ tống và bảo vệ bằng các đơn vị tư nhân hoặc cả hải quân, tuy nhiên đây là lực lượng không thường trực. Khi các tàu hàng tiến vào những khu vực có nguy cơ cao về an ninh, cũng như khu vực có sự hoạt động của cướp biển, để chống lại các mối đe dọa từ cướp biển và bảo vệ bản thân, các thuyền viên sẽ được huấn luyện nâng cao các kỹ năng phản xạ, kỹ năng chống lại cướp biển và trang bị thêm các thiết bị hỗ trợ khi đi qua các khu vực nguy hiểm. Bên cạnh đó, các lớp rào dây thép gai cũng được lắp đặt bao quanh tàu để ngăn cản sự xâm nhập của hải tặc, các vị trí cửa hay hàng rào cũng sẽ được gia cố. Tàu container và các tàu chở hàng ngày nay cũng đã phát triển một loạt các chiến thuật phòng thủ khéo léo và hiệu quả hơn trong việc chống lại sự tấn công của cướp biển. Và chúng sẽ không giống như các giải pháp được áp dụng trên các tàu quân sự, khi hầu hết trong số này được xác định là không gây nguy hiểm cho con người. Hải quân Hoa Kỳ và đồng minh đã tham gia hộ tống các tàu thương mại từ năm 2008. Và chương trình này đã rất thành công trong việc giảm bớt các cuộc tấn công của cướp biển trong khu vực. Những nỗ lực đảm bảo an toàn cho tuyến vận tải nguy hiểm này tập trung vào 4 lĩnh vực chính: hộ tống tàu, tiến hành tuần tra chống cướp biển, tiến hành các cuộc tấn công vào căn cứ của cướp biển và huấn luyện lực lượng địa phương. Một trong những vai trò chính của Hải quân Hoa Kỳ và đồng minh trong việc chống cướp biển ngoài khơi Somalia là cung cấp dịch vụ hộ tống cho các tàu thương mại đi qua khu vực. Các tàu chiến, bao gồm tàu khu trục tên lửa dẫn đường và tàu khu trục nhỏ, được triển khai để hộ tống các đoàn tàu đi qua các khu vực có nguy cơ cao. Những tàu hộ tống này thường hoạt động trong khu vực Vịnh Aden, eo biển Bab el Mandeb và lưu vực Somalia. Trong các cuộc hộ tống này, tàu chiến sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để ngăn chặn các cuộc tấn công của cướp biển. Họ có thể sử dụng vũ khí không gây chết người, chẳng hạn như thiết bị âm thanh, để ngăn chặn tàu cướp biển hoặc các tàu cá cải trang. Trong một số trường hợp, lực lượng đặc nhiệm của hải quân cũng có thể sử dụng máy bay trực thăng để tiến hành giám sát từ trên không nhằm xác định các mối đe dọa tiềm ẩn. Ngoài việc hộ tống các tàu thương mại, hải quân Mỹ và đồng minh cũng thường xuyên thực hiện các cuộc tuần tra chống cướp biển trong khu vực. Các cuộc tuần tra này thường có sự tham gia của cả tàu chiến và máy bay. Chúng thường được tích hợp các thiết bị trinh sát được thiết kế để có thể phát hiện và ngăn chặn hoạt động cướp biển. Các tàu tham gia tuần tra chống cướp biển thường tiến hành giám sát và duy trì sự hiện diện ở những khu vực có nguy cơ cao về an ninh hàng hải. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, họ cũng có thể lên và khám xét các tàu khả nghi để đảm bảo rằng chúng không tham gia vào hoạt động cướp biển hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác.
Trong nhiều trường hợp, máy bay không người lái cũng có thể được sử dụng để giám sát bổ sung và xác định các mối đe dọa tiềm tàng. Một khi lực lượng đặc nhiệm chống cướp biển của Hải quân phát hiện các xuồng hoặc tàu cá có biểu hiện nghi vấn, đầu tiên, họ sẽ phát các cảnh báo nguy hiểm để các tàu cá hoặc xuồng máy tránh xa tuyến đường vận tải đang được bảo vệ bởi lực lượng Hải quân. Trong trường hợp các xuồng này phớt lờ cảnh báo và tiếp tục di chuyển để tiếp cận, lực lượng Hải quân Mỹ và đồng minh sẽ thực hiện các biện pháp phản ứng mạnh mẽ hơn. Thông thường, lực lượng chấp pháp sẽ tiến hành hạ các xuồng cao tốc của mình để chở theo các binh sĩ với vũ trang đầy đủ, tiến hành truy đuổi, tiếp cận và khống chế các xuồng hoặc tàu cá khả nghi. Một khi đã tiếp cận được, họ sẽ tiến hành các nghiệp vụ để kiểm tra xem các đối tượng và con tàu có mang theo vũ khí hoặc các thiết bị nhằm để đảm bảo rằng chúng không tham gia vào hoạt động cướp biển hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Nếu không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, họ sẽ được thả tự do và yêu cầu rời khỏi khu vực. Trong trường hợp bị phát hiện mang theo vũ khí hoặc các thiết bị phục vụ cho hành vi cướp các tàu hàng, họ sẽ bị lực lượng đặc nhiệm Hải quân khống chế và bắt giữ ngay lập tức. Đối với các trường hợp, các xuồng hoặc tàu có dấu hiệu khả nghi, bất tuân lệnh và tăng tốc bỏ chạy, lực lượng Hải quân Mỹ và đồng minh sẽ sử dụng trực thăng để tiến hành truy đuổi và bắn cảnh cáo bằng các khẩu súng máy M1 Browning trên trực thăng hoặc cả vũ khí cá nhân. Việc này nhằm mục đích dừng các xuồng cao tốc khả nghi để cho lực lượng đặc nhiệm tiến hành kiểm tra. Ngoài ra, trực thăng cũng được sử dụng để đưa lực lượng đặc nhiệm tiếp cận từ trên không một cách nhanh chóng, với mục đích kiểm tra hoặc tiến hành giải cứu các con tàu đã bị cướp biển khống chế. Và cuối cùng, đối với trường hợp các xuồng cao tốc hoặc tàu cá ngụy trang của cướp biển liều lĩnh chống trả lực lượng chấp pháp bằng súng trường AK-47, lựu đạn hay súng chống tăng RPG, hoặc tháo chạy và cố gắng tiếp cận các tàu hàng cũng như phớt lờ các cảnh báo nguy hiểm, nhằm để đảm bảo an toàn cho tuyến đường vận tải, các tàu hàng hoặc chính tàu của mình, lực lượng Hải quân tuần tra của Mỹ và đồng minh bắt buộc phải thực hiện các biện pháp cứng rắn nhất, đó là bắn thẳng vào các xuồng cao tốc hoặc tàu cá cải trang của cướp biển bằng các vũ khí được trang bị trên tàu như các vũ khí cá nhân, súng bắn tỉa, súng máy 14,5mm, hệ thống pháo phòng không tốc độ cao Phalanx. Một số trường hợp đặc biệt có thể sử dụng đến pháo hạm. Các bạn vừa theo dõi video về cách mà tàu chở hàng sử dụng để đối phó với các nhóm cướp biển liều lĩnh khi đi qua các khu vực có nguy cơ an ninh cao, cũng như kết cục thê thảm mà nhóm hải tặc phải chịu khi tìm cách bỏ chạy hoặc tấn công nhóm tác chiến hải quân bằng vũ khí.
Video này được biên tập và dàn dựng bởi QS News Khí tài Quân sự. Nếu các bạn cảm thấy nội dung hay và hữu ích thì đừng quên like và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.